Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thần nhiều may mắn. Vâng, các cô chú ạ, thì ngày hôm nay thì em Tuyên lại ở trong thôn Để Chia. Thì như các cô chú đã biết thì thôn Để Chia là quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không ạ? Thì cái quang cảnh ở đây thì nó rất là bình yên. Như các cô chú đã biết thì bà con ngoài những giờ đi làm đường ra thì bà con đang tất bật đi làm nương. Em Tuyên đang nhìn thấy lác đác bà con đang làm ở trên những cái dãy nương như kia. Toàn là trồng trên đá rồi các cô chú ạ. Thế này. Mọi người thấy không? Bên này bên xa xa kia mọi người thấy cái lấp ló một hai cái áo trắng ấy. Đấy là có người đấy. Bên đấy khu đấy thì như là nhà chú gấu đấy. Nhà em xá đấy mọi người. Bên trên này này, bên trên này thì có cái màu áo nó hồng ấy thì mọi người mới nhìn ra này. Rất là bé thôi. Cái thiết bị quay của em Tuyên là cái máy điện thoại đấy mọi người thấy không ạ? Đấy. Hồng đấy, đấy là những bà con đang đi làm nương ở trên đấy. Những ruộng, những gọi là ruộng bậc thang bằng đá đấy. Trồng khó khăn thực sự. Trồng như thế thì bà con thảo nào cái. Em Tuyên hiểu tại sao trong cái mùa vụ năm ngoái ấy, là bà con thu hoạch về mà nhìn thấy cái bắp ngô sao nó bé như vậy. Trồng trên đá nó không có dinh dưỡng. Mặc dù bà con mang rất nhiều phân dê lên rồi, với phân đạm lên rồi. Đi mua phân đạm ở ngoài huyện mà xong rồi mua cái mang phân dê, phân chuồng lên mà vẫn cứ bé. Chứng tỏ là trồng trên đá nó không hề có một tí chất dinh dưỡng nào cả. Nên là với lại so ngay với cái bắp ngô mà lúc bà con thu hoạch ấy, bắp ngô ở đây với bắp ngô trên nương kia khác nhau hoàn toàn. Mà bắp ngô ở đây người ta chỉ cần mỗi phân chuồng với cái kali thôi ạ. Thì ngày hôm nay thì em lên vào đến thôn đi. Xin chào. Thì đây thì các cô chú có thấy là em thề hôm nay là trong này là mát đấy, mặc quần đùi ấy. Vâng, đúng rồi. Trong này chắc là hôm nay thì chắc là mát rồi. Khói quá. Anh em mình hôm nay lại vào nhà năm cháu mồ côi đi. Vâng. Đi. Vào là anh muốn nhờ em hỏi một chút. Thì hôm trước thì anh có vào trong nhà à đây. Chào Tu Po nhá, chào ông Tu Po nhá. Thề hỏi bà là bây bà khỏi đau chưa? Đau, vẫn đau chân không? Mất cả trẻ rồi. Gì rồi? Mà rông mình chỉ rông này. Thế là bảo chưa khỏi. Chưa khỏi vẫn đau đúng không? Anh nhìn khỏi. Bị đau ấy. Người đau đầu thứ hết rồi đúng không? Ý bộ ý phụ mất ra hào hố là gì rồi? Bảo đau chân cận đau gần đầu. Câu đau cả người. Đau cả người. Đau cả người thì không đi đường hết. Đó có mù vô suốt rồi. Bọn là hôm nay thì phụ đi mua lâm thuốc. À, mua thuốc rồi. Một lâm thuốc cho rồng ấy. Mình cầm gọi rồi. Sao bảo sao? Bảo sao khá là bảo à? Sáng nay thì hôm qua hai vợ chồng đi làm rồi. Thì sáng nay thì nhờ thầy phú đi đóm đó chợ một con lợn đi ra hiện bán một co thì lúc nào làm nuôi xong thì trồng ngô thì mới muốn được tàu hai bao phân cho ngô ấy. Có nghĩa là vợ chồng Xính đã đi làm thuê. Vâng. Và sáng nay bà đã nhờ Phú là đi bán một con lợn để mấy nữa trồng ngô còn có tiền mua phân. Đúng rồi. Thế nhưng mà bảo bà là Phú đã mua thuốc các thứ đau người cho rồi gì? Đúng mà. Mua được. Vâng. Mua rồi gì? Mà như vừa chưa nó mua tiền ý luôn mà. Cái
cái mình tao té giáo rồi từ từ tao tan đi đến ta phải khu không bị cả tin cũng chỉ tao vậy rồi khu chị cô hơi khó thế khu chị tu sao lắm cũng phải tan rồi để mình sao lúc cũng thế có khi bao giờ nữa thì sai rồi để sao lúc cũng như vậy cũng được xin thì xin cái mức cao xin thì mình lại mình lại chi tiêu thì chi tiêu sao sao một lao một tàu lao rồi thôi ở đi thành cái chỗ té cái in cái khi chỉ một đủ người chỉ đi lại người phun nghe xưa người cũng có tên mất rồi thì trâu na thiếu gì muốn đi à nghe vậy tao chi nữa chứ nó người chết rồi mình không nhá hầu la muốn chi vậy sao thế? Thế là bỏ mà bỏ máy yếm hơi trước thì bạt là đi đỏ một con bò, đỏ một con bò nhỏ nhỏ đi thăm bà thì thuôn thăm bà chắc làm ló lóm nhiều lúc đầu 2-3 triệu thì thăm hai vợ chồng thằng sánh thì chị bà thì bảo thì mới nhà bà thì bà không biết giữ ở nhà không biết giữ bò to ấy thì mới trông đỏ linh tinh thì bà đổi linh tinh chứ có nghĩa là bà đang nuôi bò nhưng tại sao bà lại đổi thế là bà thi ấy bà thích con bò kia bà vâng xong bà lại đổi à vâng thì như kiểu vợ chồng Sính về bảo là bà không biết đổi xong rồi tính ra con bò này bị lỗ 2-3 triệu bà đổi với ai đúng rồi đó. Chắc là cho là mùa một con dê đỏ một con dê cắp kẻ một con lợn thì đỏ một con bò thế là lỗ thật bà thế bà già bà không biết bà đổi thế lỗ thật bà một con dê một con bò một con dê một con lợn anh cứ tính căng lắm là tầm 8 triệu to đi đúng á con bò này hơi tí 8 tí 8 triệu về em à thế thì bà lỗ thật đúng rồi thế bà không biết bà lại bị đổi này nếu chịu à sao bà sao bà khá là bỏ hôm nay thì không là cái địa, không là việc địa cái đưa ở chem kem em bỏ ngày hôm nay thì không nghỉ rồi thôi cảm ơn bà nhé thôi xin chào bà thôi chứ bà ở nhà bà không biết bà lại thích ra nuôi lợn để không phải đi chăn lấy cỏ đúng không vâng đúng rồi vì bà nuôi dê thì đi thả nó dễ hơn nuôi bò dễ bò hơn đa phần là phải mang cắt cỏ về nhà vâng bà không có sức thế là bà lại đổi con lợn với một con dê đúng rồi ạ lấy một con bò đấy mà lúc con bò đấy là mua 8 triệu mà nuôi được bao nhiêu lâu rồi hơn 2 tháng à thế mới nuôi được đúng không vâng không bà không nuôi được xong bà đổi vâng à, rồi hiểu câu chuyện rồi đấy nói chung là cứ vào hỏi thăm bà một xíu nhưng mà cũng thấy khó khăn đấy gia đình hầu như này hôm nay thấy bà con ai đi hết rồi nhỉ vắng hết này chú Phành lại đi hết rồi này đóng cửa hết rồi bà con đi làm nương hết rồi đấy nhỉ nhà nào đi làm nương á hả nhà ở trên đấy thì nhà thứ đi làm nuôi hết thì ngày hôm nay khách nghỉ mà thì là được hôm nay thôi mai thì mình tự lên trên làm đuổi ngại đấy chưa đi chăn dê rồi đúng không? Đúng rồi. Đây. Dê đang kêu. Xin chào chú ơi. Xin chào chú ơi. Xin chào chú ơi. Rồi, xin chào. Cười. Trốn cửa. Bật điện lên nào. Bật điện lên nào. Mò. Thế tụ bò đâu? Đấy, sáng rồi nhá. Bây giờ thế bây giờ em hỏi Gia với hỏi Thà bây giờ có điện rồi có sợ nữa không? Mà giờ mua tới nên nên chạy nhỉ? À, có lắm, tức là có điện sáng thì không sợ. Không sợ đâu gì? À, đúng. À, thế là đang làm gì đây? Nè ói gì? Bé nó sửa bé hết cho chị. Cái đó bảo đi âm cơ thì xong thì mình đi 2-3 người đi chăm dê. À, ăn cơm chưa? Mình nó sửa đã. Ăn chưa? No chưa? No. No chưa? No. No rồi gì? No xem nào. Để chú xem là hôm nay có món gì. Đâu mô, rút này xem nào. Đâu, hôm nay đã ăn mèn mén à? Ồ, các cô chú ạ này. Mèn mén với có gì đây? À, có nghĩa là vẫn thế ạ. Đã. Vẫn cứ ăn mèn mén với trộn với cơm này này. Vâng, có chứ. Đây này, các cô chú nhìn không ra đâu. Đây, mèn mén này, cơm này. Cơm trộn mèn mén đấy. À, thức ăn cái gì? Vẫn là
À, rau chi à, từ xem nào. Đây có in mì tôm này. À, mì tôm đây với canh nước cá đúng không? Đúng rồi. Cắm đỏ mì tôm nước cá. Đây. Cá hồi hôm trước là mua cho vẫn còn đúng không? Mì tôm này. Đâu, rau đâu? Xem nào. Xem các chị em ở nhà ăn cái món gì. À, rau cải với đậu này với mì tôm. Đúng rồi. À, ok ok. Thế thì em hỏi là còn cá với còn mì tôm không? Như hạt tiền tất nhiên là nhìn bỏ xua thì trông dễ hơn là lúc phụ đến thì bỏ xuống mít tông. Ây ô, thế tả. Tả? Đã hết rồi à? Ô, xe say thế cả. Nên chẳng nó hành rồi à? Cười à, no tả rồi. Say quá nhỉ, dìa phải không? Dìa no tả rồi phải không? Phải không? À, dìa. Ô, xinh, xinh hay dìa? Hả? Xinh cái gì à? Đấy các cô chú thấy, các em cũng không biết gì. Sao? Hôm trước anh thấy cái 5 lít dầu ở đây dùng nhanh lắm này. Ôi, sao? Ở đây vẫn còn này. Hôm trước anh thấy 5 lít dầu vẫn hết nhanh thật. Thế là đổ nhiều quê. Ồ, đổ cũng nhiều sao thế. Cũng biết rằng quê, đổ nhiều sao ấy. Rồi, thế đâu rồi? À, thế bảo là... À, tiếp tục bò đâu? Bò muốn gì ra? Bò rất là tết. Rồi, là bà cắt là đi đổ công xong chủ luôn. À, đổi công là dùng lúa hôm trước nhà người ta đi làm nhà cho nhà mình bên mình đổi công lại à? Bà đúng vậy. À, đâu rồi thế nào? Ria này, ria xinh lên ghế ra ngồi đây nào. Anh hỏi nào. Nên gật thở rõ à. Đâu? Dậu dậu nào, xinh. Đây kia nào, dậu nào. Yeah, xinh. Dậu nào, dậu. Dậu nào. Đấy. À, mọi người thấy không? Ngoan không? Bảo lấy ghế ra ngồi là rất là ngoan. À, thế là chính à, thế nhá, em bảo bây giờ hiện tại bò à, bà đang đi làm nhà nhánh lúa ở tận trên cái đồi đồi anh em vừa quay đấy. Vâng đúng ạ. Tận trên đấy cả. Vâng, thế mà sao mà. Hôm trước nương nhà thà đã thấy xa rồi mà lương nhánh lúa còn cao hơn đúng nữa. Rồi, cao hơn tí mà. Ui trời trời. Thế thầy hỏi anh nhá, em hỏi thà cho anh, thà bây giờ có muốn đi học nữa không? Thà, nếu tiền ơ sẽ nhớ bố em còn ta thế à. Bây giờ cho thả các bảo thả không đi thì thả ở nhà đi chăm dê thì có mấy ngày ở đây thì thả các bảo có nó từ mệt công á thì mới đổ thì mới hết. Nhưng mà ý anh hỏi nhá, có là thà có muốn đi học nữa hay không, còn cái không biết là chăn dê với đi đổi công anh không biết. Bây giờ có nghĩa là chưa nói đến tính việc chăn dê và đi đổi công. Vâng. Có nghĩa là em hỏi thà là thà có muốn theo học tiếp hay không, có muốn đi học hay không, cho các mình cần ta đưa cái là có thà các bảo thà có đi chắc là sợ có dấu chữ không chữ thà không chửi, anh sẽ đến và sẽ anh sẽ bảo cô giáo không chửi, nhưng mà thà vẫn thích đi học đúng không? Có nghĩa là thà vẫn thích đi học. Anh nhị hảo nhá, anh nhị cần ta nhá. Hả? Ơ chị nhị à? Mẹ cháu hay chị nhị? Sao? Cái là thà khác bỏ, thà không thí thì cái là khó đi học ấy. Nhưng mà bây giờ thà lại không thích đi học nữa rồi. Thế nhưng mà ví dụ nhá, anh bảo bây giờ thà sẽ không phải đi trả công này, không phải đi chăn dê này, thế thà có đi học nữa hay không? Mấy giờ như thế? Ở chỉ chơi thì mua bao giờ, ở chơi hay mua bao giờ thế chứ? Ở chỉ chơi một tiệm, ở một sách chỉ thế, chỉ xa thế, em còn ta chứ, ở bộ mù. Mình thà cái là bảo, đó là cố thi đi. Thì cái thầm nghỉ được 2 tuổi rồi, cái là sợ có giáo trị không. Cái vấn đề nhá, anh bảo này, em thề nói với thà nhá, bảo vấn đề ở chỗ cô giáo, không sợ cô giáo chửi. Anh sẽ đến nói cho cô giáo, anh đã nói chuyện, anh sẽ đến nói với cô giáo là sẽ không chửi, sẽ không mắng. Có nghĩa là bây giờ là muốn thà đi học. Có nghĩa là anh nói như này này, thề biết cái tivi đúng không? Biết mà. Cái tivi là của chú Phúc Trần. Vâng. Chú đấy gửi tặng cho bà con mình. Vâng. Và chú Phúc Trần đang bảo với anh là như này. Bây giờ em thà, hôm trước có nói là em thà cũng rất là muốn đi học. Vâng. Nhưng mà đang phải ở nhà để chăn dê và đi làm nương. Vâng. Đúng không? Đúng ạ. Nhưng mà chú đang bảo như này.
làm nương thì sắp hết rồi. Thì chú đang thấy em Thà rất là muốn đi học ấy. Thì chú đang bảo là nếu em Thà bây giờ muốn đi học thì chú sẽ hỗ trợ như này. Sẽ là thuê người chăn dê cho gia đình. Mà Thà sẽ không phải chăn dê nữa. Có nghĩa là một tháng ở trong thôn này xem bà con nào có muốn đi chăn dê không, muốn thuê không. Thì chú sẽ hỗ trợ là một tháng chú sẽ trả công chăn dê là 1.000.000 đồng. Cho hộ gia đình nào nhận nuôi dê hộ, trông dê hộ, em hiểu không? Vâng. Đấy, còn đấy Thà thì sẽ không phải chăn dê và sẽ được đi học. Vâng. Tôi chân chờ ý thì chân chờ bữa nay ta lúa thì vì tôi biết như thế có ông sĩ phụng cảm ta ông cả chưa em một cảm ta chưa là ở chỗ chỉ thế mà ở số số sai chưa thì mình đi thì lỡ sai giờ cái chỉ một cảm ta cho xem cảm ta nhưng hai chân trái này thì thao nữa muốn nhưng mà hai này sao nào mo vừa bảo gì nói sai cái nào cái thằng mo khác là bỏ ạ à. tuần sau ở dưới này hậu năm thứ sáu rồi sau này thì phải cầm dấu đi mà phát kiện này vẫn mà phải tha tên xem mà phải kiện thì không phá cho Thà thì Thà không đi học thì Thà không đúng. Đi học đúng không, nghĩa là hôm vừa rồi thứ sáu vừa rồi là lúc đi về là cô giáo có phát bánh kẹo cho các cháu nhưng mà Thà không đi học thì Thà không được phát đúng không? Đúng ạ. Thì đúng thôi, cũng đúng thôi, vì Thà đang không đi học thì cô giáo không phát. Có thể Thà đi học thì cô giáo sẽ phát sau. Vâng đúng ạ. Tại em kia chơi đùa cái gì mà cười vui thế nhở? Thật từ thì âm một cờ thế mà lấy những cái phai dù gì cả đấy chỉ phai rồi. Sao? Thà cái đã bỏ ạ. Tháng 3, tháng 4 thì nghỉ. Và nghỉ hè thì công giáo đi xuống ở dưới thông mình. Đây thì bỏ có giáo tự phà Thà 12 triệu. Không phải ai bảo thế? Thì hai ly đó nè. Ai bảo? Có Thà khách bảo mấy người có ở trên đấy thì đi học, đang về thì họ Thà như thế. Có nghĩa là cái hôm vừa rồi ấy, anh có nghe là ở bên trên thôn Mèo Qua là những hộ gia đình tại sao không cho con đi học ấy, bỏ học ấy, là đăng ký học rồi nhưng mà không theo học ấy. Đúng rồi. Mà không xin ấy thì là bị phạt, có bị xã vào hỏi. Có chứ. Đúng, bị phạt đúng không? Không phải ở trên Mèo Qua là ở dưới đây thì ở trên đấy thì ở trên bản đấy thì phải không đi học thì có tử phạt mà. Đó, nhưng mà ở Thà đây không phải học, cô giáo phạt 12 triệu đâu nhá. Đây nhá. Nhưng mà bây giờ đang quay về cái câu chuyện mà anh đang hỏi mà cứ lan man ra cái câu chuyện khác. Cái công chuyện mo bảo phát bánh kẹo không nói nữa. Vì đấy là em Thà đi học, không đi học thì cô giáo không phát là đúng rồi. Nhưng mà có nghĩa là chú Phúc Trần kia chú đang hỏi là thế bây giờ nhá, chú đấy sẽ thuê người chăn dê cho mình không phải chăn nữa. Mà người ta sẽ đến chăn dê xong rồi chiều người ta vẫn mang thả về chuồng này cho mình. Tối việc chỉ ở đây mình chỉ việc trông bà ở đây, bà ngủ bà trông dê ấy. Thà sẽ không phải chăn dê nữa. Vâng. Để Thà tiếp tục theo học. Thế Thà có muốn đi học tiếp hay không? Đấy, cái câu chuyện là như vậy. Em hỏi rõ ràng để cho hỏi cho Thà xem nào. Như thế này, dù cho này, dù một cái là chỉ phải thế, ôn thế chỉ giữ hai. Nếu tôi mà chỉ mới gì thì, tôi tin rằng là như thế. Bám một cái thì không cần đau thôi. Chỉ không cần đau khi mà, nếu đi thì nâng.
tôi muốn sẽ chỉ để hỗ trợ mà chúng tôi khéo mà giờ nếu đến sẽ chỉ để hỗ mà đúng mà nếu bắt cha thì lo giờ nếu bắt trả thì lo đặt nhưng mà bỏ bỏ do bỏ ở mà bắt tôi rồi thì bắt một cái chúng ta chứ dù chỉ dân được thằng trai không sẽ chỉ là nữ hài tia cho gió thế cái chín trai cậu bất tu hư chỉ dọc trên sao ta thế nào ta cắt bảo có công nhau chưa đỏ hết đường không thì trồng nương này đổi một thời gian nữa là hết rồi và thì đổi tầm chắc chục ngày nữa cả chắc là hai tuần rồi hai tuần đấy thà thế bây giờ còn nợ bao nhiêu công nữa chưa là trả thù cho ha ừ thế là nợ 7 công 7 công nữa và 7 công nữa là xong hết rồi ta gì sẽ làm xong rồi thế thì không sao cả 7 công đấy sẽ có một cái phương án nào giải quyết có thể là thà có thể là các chị em ở nhà mo miếng này đi trả công một phát là hết mà bà đúng rồi đúng không cả mo này cả di này cả thà này cả bà này một ngày công như thế là 4 ngày rồi nhỉ nhỉ nên nhớ ta hồi hụ nên pe nên block tụi mình bao nhiêu mà nhớ ta đấy là cái mất cái tốt là chưa chết đấy thà các bảo à không phải ngày ngày cứ là thì có khi nào thì hôm nay thì là thì mai không là thì khó nghĩ ấy. Nhưng mà có nghĩa là ý thà vẫn muốn theo học có gì mà ơi gì mà cần đâu nhá ôi nó khó thôi mà la hái sao sợ cái gì cái là thà bảo khách đã bảo thà sợ có giáo chữ không anh đã bảo là anh ở đây rồi không sợ có giáo chửi con trai nè ừ nó cầm cờ chỉnh trai như kia anh đến xin cô giáo đàng hoàng nếu thứ hai như cù dốc hay sao không cô giáo sẽ không mắng cô giáo cũng sẽ không chửi được chưa cô giáo mà chửi thì bảo anh Tuyên được chưa anh Tuyên sẽ đến xin đàng hoàng cù dốc cho mà hài à đi lọc tia hiểu không Bon. Em thế anh nói rồi đấy anh bảo là anh sẽ đến xin cô giáo nhiều lúc mà mình có công việc gì anh xin cô giáo được thoải mái đúng không đúng chứ rồi. Cô giáo sẽ không chửi anh sẽ đến trình bày rõ ràng là mẹ đi chồng hôm trước là thế này thế kia anh đã bảo cô giáo rồi cô giáo sẽ không chửi gì hết sẽ không sợ cô giáo chửi bây giờ chú đấy cho tiền để thuê người chăn dê và thà sẽ không phải chăn dê nữa thì thà có đi học tiếp hay không đấy bây giờ chốt lại một cái câu chuyện là như vậy để cho chú đi biết để xem em thà có muốn không vì các cô chú đang muốn là em đi theo học để biết chữ biết tiếng kinh để cho tốt cho mình thôi tôi xin chào anh chị không cần có cái gì cần đâu nên mà nếu mà nên mình sẽ chỉ thế này ok một tháng sau ta chị tôi mua anh chị tôi chị cần đi làm bấm mà hay mà bấm mà pin cha à để nó như vậy nó số gần mậu bất hại thế rồi hải ly trà nói là bây giờ chỉ cần biết là có muốn đi học nữa hay không còn cái vấn đề sợ cô giáo không sợ không có gì sợ chăn dê nhá coi như bây không có dê rồi sẽ thuê người khác chăn dê là không có chăn dê nữa không sợ cao chửi đấy bây giờ chỉ cái quan trọng nhất là như chú ấy có nói là bây giờ thà có muốn theo học tiếp hay không để chú đấy còn biết đó chú sẽ giúp sẽ up buổi cho các một cỡ này trên lên tiếp bao à nên tôi sẽ chỉ cho các lên đi lên à sẽ khua bao lỗi cũng không rõ nó không lo lắng một cái vấn đề gì hết không sợ vào chửi không sợ dê đúng rồi chính là chính trái chị chú đấy muốn em đấy đi học tiếp để biết chữ dù như hai chính trái là không sợ vào chửi không sợ bảo có anh Tuyên đây rồi không sợ mà đi là tiền tài ok thêm một cái giờ thì chơi mà đi là tiền thì mà hay nhau ở lò bao giờ này đi nhận nhận thì ở lò thao chơi đấy chúng mới chịu hay đi bảo là không sợ có chửi mà lại nhìn trai chơi nhìn cận đang nhìn chơi hay đi chưa có muốn đi bây giờ nhá bây giờ thầy hỏi từ từ nhá thầy thà có muốn đi học nữa không em hỏi nào sẽ học của cận thao có muốn đi học nữa không của cận đan à cái là bọn có thích đi chắc là có thích đi chắc là ý nhớ chắc là sợ có giáo chữ anh ấy bảo là không sợ mà này anh Tuyên đã đảm bảo là không sợ
Cái là bảo nghỉ đưa hai tuần rồi chắc là không. Sợ anh sẽ xin cô giáo, anh sẽ xin cô giáo. Không sợ nào. Thế bây giờ không sợ cô giáo chửi nhá. Em bảo là không sợ nhá. Anh sẽ xin cô giáo nhá. Cô giáo sẽ không chửi nữa. Không chửi thà, không sợ gì cả. Thế thà có đi học không? À, như hai kia, à, con chân mà hai quả của nhau cho trẻ sẽ là buổi cả thế à? Cái nào thà, cái nào bỏ, thà có thi đi học thì phải chữ thì phải thà khám bảo anh, bảo anh luôn. Nhớ, được chưa? Tao chỉ tao, tao chỉ tao rồi. Tao thế? Thế bây giờ nhá, thế bây giờ lại không có bà ở nhà. Bà. Bây giờ đang không có bà ở nhà để hỏi ý kiến bà nữa. Bà. Vì bây giờ nhá, anh cũng nhờ thầy đây luôn nhá. Có nghĩa là thà đồng ý đi học đúng không? Mà ông phải dừng cần đâu mà, ai dừng xem? Mà nhìn chị tâm mùa mà hãy ai dừng mùa hết? Sao? Bảo có thịt đi, chế là sợ sợ. Anh mà không sợ mà lại, mà không sợ. Bảo có anh Tuyên này là không sợ. À dân chai này à? À dân chai này. Không sợ, nghe chưa? Thà... À bộ bao, nghe chưa? Nhớ bao đấy mà. Mò hiểu chưa? Là có anh Tuyên đây xin cô giáo rồi, không sợ. Nhá, cô giáo không chửi. Nhớ chưa? Đó, à, không nhớ à. Đúng rồi. Nhớ như thế là được rồi, cô giáo sẽ không chửi mình, không sợ nhá. Chạy, chỉ chắc chắn, mình chạy. Đây chỉ là chạy. Không sợ. Thà nghe chưa? Không sợ. Có anh Tuyên đây, anh sẽ đèo thà ra giao cho cô giáo và sẽ nói chuyện với cô giáo. Wow. Không có ai chửi mắng cái gì hết. Ok chưa? Nhưng gì vậy? Nhớ giờ thì mù quá, đồng ý rộng không? Thế thì hài kìa. Hài kìa thì trả mà. Em bảo hài là thiệt tiệt. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ cái quan trọng nhất là phải hỏi ý kiến bà xem bà có đồng ý cho em thà đi học nữa hay không? Hay bà muốn lại muốn giữ em thà ở nhà để cơm nấu cơm cho em riêng và còn đi làm một chút nương nữa. Đúng không? Và trong trông dê. Dê thì sẽ nhờ người thuê. Thế bây giờ anh xong là cái việc thứ hai nữa là anh nhờ thề em hoặc gia đình em hoặc là gia đình nào trong thôn có muốn nhận trông dê hay không? Mỗi tháng chú đấy sẽ trả cho 1.000.000 đồng tiền chăn dê. Đấy chăn nhà thà có mấy hàn tàu tù nhỉ? Chi tù. Nó là một bỏ sóng co thì một co ở chú đấy ở chú lúa. Ờ không, con nhà chú lúa thì không nói. Bây giờ có 5 con này mình sẽ chăn 5 con này. Chú chi tù gì mà. Thế bây giờ có nghĩa là sẽ nhờ thuê ai trong thôn này. Tháng này ví dụ có nhiều hộ gia đình mà muốn chăn hộ ấy, muốn lấy thêm tiền công ấy, thì ví dụ tháng này thề chăn, tháng sau mò chăn, tháng sau nữa thà chăn, đấy em sẽ hỏi xem gia đình nào muốn chăn không, thì mỗi tháng là cứ một tháng là 30 ngày, và một tháng 30 ngày mà, đấy, thì chúng ta cứ chia ra, cứ ví dụ hết tháng 4, tháng 5 thì mỗi tháng sẽ là gia đình đấy sẽ được 1.000.000 hỗ trợ tiền công đi chăn dê. Đấy thì em sẽ hỏi của anh. Nhá, xem có gia đình nào thì đăng ký với anh. Và cái quan trọng nữa về hỏi bà nữa cơ mà bà bây đi làm nương tận trên núi trên kia thì lên làm sao được. Đúng ở trên đấy chắc là xa quá. Bao giờ bà chắc phải chiều mới về. Chưa có về ăn cơm. Ta xuống đi, qua lóng mà xuống đi. Có sữa có sữa ăn cơm đây mà. À tí sữa ăn cơm gì? Bà. Thế ở đây mình đợi bà một tí xong rồi thề với ở đây hỏi hộ anh luôn. Bà. Anh với em hỏi hộ bà luôn xem là bà có đồng ý cho thà đi học không? Bà. Thà đang rất muốn đi học. Bà. Thì chú đấy sẽ đấy dê không phải lo nhá. Bà dê đây là không lo thôi. Dê đây là có người thuê có người thuê cho đi chăn rồi. Bà. Không lo. Bà. Thuê về trước khi chăn về thuê về cũng xích như này luôn. Bà. Bỏ chuồng. Bà. Và chỉ yếu vấn đề là hỏi bà nữa thôi. Bà mà đồng ý cho đi thì bà sợ bà già quá bà không có chăn được em dê. Chứ làm thê đường chăm dê rồi thì phải sợ gì? Không, bà sợ bà không nấu cơm đúng, dê được. Đúng đấy. Chắc làm sửa thì không có lúng cơ cho tầm dê ăn bê. Đây đây, okay. Xong rồi còn giặt rũ quần áo nữa. Bà. Đội trẻ con này đi học là mất 1 tuần cơ mà. Bà. Còn cái vấn đề sợ không sợ cô giáo nữa. Bà. Hai anh em nghịch nhau. Không biết gì. Thế từ hôm đấy mẹ có về thăm chưa? Từ hôm vào đây.
더 배송이 더 배도 좋다 이 언니랑 보도 수냄이죠. 그럼 그럼. 응. 아, 더 듣고 오셔. 나 같이 나가 집에 나가 집 나가 집에 좀 자다 뭔가 저 같이 또. 그 뭐 하이버 좀 뭐야? 님. 나 공디야. 정리 방아이 님. 네. 어. 제 vẫn từ đấy hôm đấy vẫn chưa về thăm à? Chưa chưa. Từ đấy chưa về thăm. Ờ thôi được rồi nhá. Thế cái vấn đề là anh hỏi là như thế nhá. Nếu mà bây bà mà đồng ý cho đi học là đi học nha, thà đi học nhá. Nếu ấp bỏ ấp bỏ hiện là cả má một cái nhá. Ừ. Anh Tuyên sẽ đưa ra mẹ, đưa ra cô giáo không sợ nhá. Rồi thế được rồi, để còn được biết chứ không là cứ sợ này vì chú đấy rất là muốn các em đi học để biết tiếng phổ thông sau này còn đi làm ăn kinh tế. Bảo đúng ạ. Chứ không biết chữ không biết tiếng phổ thông như vậy như bà con bây giờ trong thôn này rất là khó. Thế là trên đấy thì phải không biết chữ thì phải khó khăn cho mình nghe. Đấy đi làm sợ ấy. Đi làm công ty cũng làm được đâu. Đúng là không được đâu. Muốn cho các em tốt thôi. Và tốt thì tốt cho mình. Rồi, nào bây giờ hai ông này không nghịch nữa nào. Bây giờ nào thề nào, đọc nào. Xính nữa rồi, xính đứng dậy. Ông tí đọc rồi. Chữ này nào, xem trong cái năm vừa rồi, hai năm vừa rồi đi học được những gì rồi. Tí cho tí, xếp hai chân nào. Đâu, xính đứng dậy. Xích. Đứng dậy. Số 2, số 1. Không, không đọc số 2, đọc chữ cơ. Âm tí cho chuyện ra. Đúng rồi, mo không đọc, từ từ để cho xính đọc trước. Xích. Xính xem xính đi học 2 năm rồi, xính biết đọc không? Xích. Tí nào. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy, đọc xem cái chữ này là chữ gì. Đi học rồi mà nghịch suốt ngày xem là đọc được cái chữ này không? Không. Không đọc số. Số thì này. Xính đi học ria đi học cũng đọc được số mà. Xính đi học ở ngoài kia biết chữ rồi cơ mà. Xính đâu rồi? Xính đọc được chữ này không? Ờ là từ hồi nãy khái chưa? Nên là không biết. Thế đi học được cái gì rồi? Thế đọc được A B C không? Xính. A B C. Có biết đọc không? Hả? Có biết không? Biết không? Đâu đứng dậy nào, xính đứng dậy xem nào. Đứng dậy xem nào. Đâu? Đánh vần chỗ này xem nào. Xem là biết những cái gì rồi xem nào. Âm tư ạ. Thầy bảo xính nào. Xính âm tư không thế hay giả. Đúng rồi. Gia đang gọi vào đây. Nào, đánh vần xem nào. Tư cá sọ to à? Thế hay giả. Cá sọ to à? Cá sọ to. Ủa, dạ. Nào, chỉ nào. Xem nào. Đúng rồi. Đâu xính đánh vần xem nào. Hai xính chưa hai giờ. Ôi, Gia còn đang biết. Thầy sẽ bỏ, thầy sẽ chữ xính chứ là chú vậy. Xính không biết đọc hả? Hả? Chết rồi rồi. Đi học không biết gì. Đâu rồi, Mo đứng dậy nào. Mo đứng dậy xem nào. Mo đánh vần đây xem nào. Mo biết đây xem nào. Này. Đâu xem nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, thế tại sao xính không biết đọc? Hả? Không, bây giờ xính sẽ đọc cho cái chữ ở dưới này. Từ Rồi cái gì nữa? Sáu cửa. Nào im là gì ạ? Sao nào? Để kiểm tra xính thế nào. Lấy. Đúng rồi. Đúng rồi, đọc cả ba cái nào. Đọc lại một lần nữa nào. Đọc lại nào. Chờ. Lấy. Rồi. Đúng rồi. Đấy, đi học phải biết chứ. Gia này chỉ biết số rồi. Thế thà lâu thì không đi học, biết đọc chưa? Chẳng thế, chỉ cá sĩ ớt phục quá. Đi học không biết. Đứng dậy xem nào. Đi học không biết bằng thua mò à? Đây nào, bây giờ nhá. Bây giờ kiếm đọc xem nào. Được không? Tua ki ki to. Cái gì? Tuấn gì? Chi chi to. Không phải. O na không. O na. Xính nào. Sai hết rồi. Chi
Mo vừa đọc là như nào nhỉ? Mo đứng dậy nào. Lúc này lúc tài lên mo. Đấy đúng rồi. Nào chí chí thế ra. Thế như mo mới là tâu này. Thà là giải rồi. À, thà nhá. Xính tuổi rồi. Tuổi. À, chết rồi. Rồi. Đấy không đi học đấy. Đi học bây giờ mo là biết chữ rồi là thế tốt. Vâng. Biết me rồi là ok rồi. Chứ không đi học là khổ như vậy đấy. Vâng. Đấy. Cái ông này này. Ông này biết số này, ông này biết đọc chưa biết đọc rồi nhá. Nhá ông này nhá. Ngồi mà cười. Thôi bây giờ thì có lẽ là mình đợi bà một tí. Bà mà về thì anh với em hỏi xem là bà có đồng ý cho Thà đi học không? Vâng. Xong rồi vấn đề thứ hai nữa. Anh nghĩ là bà con đi chăn dê kia chắc bà con thích mà. Bà. Bà con ai đồng ý chăn dê thì bảo anh. Vâng. Nhá. Cứ mỗi tháng là chú đấy hỗ trợ cho 1 triệu. Vâng. Có nghĩa là cứ đến giờ bọn em đi chăn dê là tầm 12 giờ đúng không? Bà, đúng rồi. Ăn cơm trưa xong bắt đầu đi đúng không? Bà, đúng rồi. Thì đến đây đến nhà Thà dắt dê về. Bà. Đi chăn dê. Bà, đúng rồi. À, dắt dê xong chiều lại dắt về chuồng, nhưng mà phải đảm bảo là dê được ăn no, mà đi chăn dê kiểu gì không để dê chết. Bà, mà đi chăn dê mà để chết dê là người ta một chết à, đúng không? Đúng rồi. Mà mình trả công rồi mà. Vâng. Nhá. Bà. Thế bây giờ Thà đi chăn dê à? Mấy giờ mình cho chiều. Mà phải. Ừ. Thế bây giờ Thà chăn dê xong tí nữa tục bò về thì mò ở nhà gì? Vâng. Những chị ơn cho xem mà. Mò. Anh thầm mò ở nhà. À, mò ở nhà, ok. Thế mò ở nhà xong rồi tí nữa bà mà về thì anh với em sẽ hỏi chuyện bà, xong rồi bà đồng ý cho Thà đi học thì chúng ta cho em Thà đi học đi. Chứ ở đây rất là... Còn 10 công nữa đi, 10 công trả nợ nữa đi. Không, trả nợ là 7 công. À còn 7 công nữa đi. Bà. 7 công thì cố gắng trả cho hết xong rồi đi học nhá. Đi học mình biết chữ là cái tốt cho mình chứ. Bà, đấy, ba chị em mà mò đọc phát được luôn. Ria thì xính thì mãi mới đọc được. Còn chị cả Thà đây này làm việc rất tốt mà đọc chết sai rồi. Hết rồi. Đọc sai hết luôn, mo đọc phát được luôn. Vâng. Nhá. Cố gắng đi học đi, học nhá, Thà phải học mo này. Mo biết đấy. Cái là thua mo rồi. Thua mo rồi đấy. Rồi. Nhá. Nên là chú đây muốn cho đi học để tốt cho mình chứ tốt cho ai. Vâng, đúng rồi. Còn các cô các chú thì cũng đang cố gắng là ủng hộ gia đình mình xây cái ngôi nhà đấy. Vâng. Nhưng mà chưa đủ kinh phí nên chưa để xây được. Vâng, đúng rồi. Bao giờ chúng ta làm xong đường ấy thì sẽ xuống còn nhiều cái họp mặt nữa, xong rồi vừa kết hợp nhờ bà con thuê bà con để đóng gạch các thứ để xây nhà cho ba cháu, năm cháu nhá. Thôi bây giờ Thà đi chăn dê đi. Đâu rồi, xính đâu rồi, sạc cái điện thoại, à sạc cái này vào sao. Hai cái ông này chỉ nghịch thế này, nghịch thế này, đọc đâu rồi, xính, ở dê rồi. Cái số này ít quá, cái số này là Gia biết hết rồi. Số này số mấy? 68. Biết hết số nhưng mà chưa chữ biết chữ. Cái này ý nhớ biết số thôi. À. Nếu như ví dụ của em ấy, cái là em thì phải không được đùa mà. À, đâu rồi? Số mấy đây? 63. Đấy, đọc nhanh lắm mọi người. 62. Ây à. 61. Đấy, đọc nhanh lắm thầy ạ. 66. Số mấy? Được, đọc nhanh lắm nhưng mà chưa biết chữ thôi. Thôi học mẫu giáo biết thế là được rồi. Thế giỏi rồi. Mo ở nhà dạy thêm cả xính nhá. Học mùa cần tơ mà không biết là đánh cái đấy nhá, xính nhá. Nhớ phải kìa. Nhớ là im ạ. Đi học không biết là xính nhá. Đây này. Chị cả bây giờ chăn dê này, cô chú ạ. Nè, đều có tâm tua nè. Mà mạ thôi. Đấy, nó buộc chân kìa. Nhưng mà nên cho chị kia nhưng mà thật chú. Hôm trước cái chuông anh mua cho thừa mắc vào dê chưa? Mắc đấy rồi. Kinh nhỏ đánh mà. Hôm trước các cô chú bảo là tại sao không mắc vào cổ dê. Như mọi người biết là ba bà cháu cũng mắc như này, nhưng mà người ta vào trộm mà người ta cắt cái dây đi. Cái đấy thì má thế thôi. Không ở đâu chứ đấy rồi. Chứ đấy thì ai chứ má thế mà. Chứ không thể mắc vào dây sắt là chết ngay. Cái này mình phòng gọi là phòng một tí thôi. Chứ làm sao rồi. Nhà không có điều kiện nên là mong là mọi người hiểu cho. Làm sắt cho chắc là nặng quá đấy. Nặng xong rồi chết dê. Mắc cái gì vào chết dê. Mắc thì không đi. Ui dồi.
Không đội mũ vào à? Đi trên nắng à? Đi chăn dê ngay trên này à? Ừ, nó ra ở đây. Ôi. Trời kia, trời đi ạ. Đấy, mọi người thấy không? Chăn dê không đơn giản đâu. Chăn dê không đơn giản đâu nha, 5 con đấy nhờ. Mấy nữa người ta trồng ngô, ăn vào ngô người ta bắt đền đấy. Xính ria đi với chị gái à? Vâng. À, đấy không? Ria bé 5 tuổi đi chăn dê các cô chú ạ. Bây giờ đợi bà cơ, bây giờ bà lại đi làm ở trên kia. Bây giờ anh em mình làm sao mới leo được quả núi kia? Lên đấy bà tiếp bạn về không? Trên tận trên kia các cô chú à, kia kìa. Vẫn đang ngồi nghỉ kìa. Chớm không? Ừ. Đi. Tía xính là mù cần tơ đấy. Có chắc là có thích đi hào tí mày cứ biết. Nhưng mà sợ cô giáo đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không sợ. Rồi xin chào. Vào dọn nhà đi, đi học đi. Chết dở. Không biết đọc thua mò hết. Chắc là lo rồi. Mò thì nhanh. Mò thì đánh nhanh. Đấy nhưng mà thuê cũng là thuê 5 con này một tháng là cũng có 1 triệu nhá. Ừ. Em bảo anh, ai gia đình nào muốn chăn dê cho thì bảo anh. Bảo. Chủ yếu về xin phép mỗi bà nữa thôi. Bảo. Xin phép bà nữa cho em đấy đi đi học ấy. Bảo. Bà ở nhà cố gắng nấu cơm nấu nước cho em ria. Còn đâu thì để cho em Thà đi học cho bảo. Nó biết chữ cho nó tốt. Bảo. Chứ không biết chữ thiệt thòi lắm. Bảo. Đi học không biết chữ không biết tiếng Kinh ấy. Khó chứ, sau này bọn em đi làm thuê khó chứ. Hiện tại trên Tiên Tuyển Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và phía trước mặt tất cả của cô chú đây thì chúng ta có những giọt mật ong hoa bạc hà. Mật ong hoa bạc hà thì nó có màu vàng chanh, những giọt mật rất là sáng và bóng. Và phía bên cạnh đây thì chúng ta có những giọt mật ong hoa xuyến chi. Mật ong hoa xuyến chi thì nó có màu vàng đậm hơn, nó sẽ thấm hơn các cô chú ạ. Thì hai loại mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xuyến chi thì các cô chú nhìn sẽ phân biệt rõ đâu là mật ong hoa bạc hà và đâu là mật ong hoa xuyến chi. Và phía sau đây thì em Tuyên có một chút là những gói hoa đu đủ được khô. Những hoa đu đủ này thì chúng ta được phơi tự nhiên để nó giữ nguyên cái công dụng tốt nhất cho các cô chú ạ. Và phía đằng sau những giọt mật ong hoa xuyến chi thì em Tuyên có những gói hoa tam thất khô, những nụ hoa tam thất rất là tròn đẹp của cô chú ạ. Và phía bên trên này thì em Tuyên có một chút là mật ong hoa bạc hà, em Tuyên đã ngâm sẵn với những nụ hoa đu đủ khô. Chúng ta chỉ việc sử dụng thôi các cô chú. Và bên cạnh này thì em Tuyên còn một chút là bột tam thất khô. Bột tam thất thì em Tuyên có dạng bột và dạng củ, rất tiện cho các cô chú sử dụng. Ai có nhu cầu sử dụng loại củ hay loại bột hãy liên hệ với em Tuyên nha. Và ngoài ra thì em Tuyên còn một chút là những thứ măng khô, đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Những thứ măng này được phơi những ánh nắng tự nhiên và chúng ta còn giữ được nguyên cái đặc trưng vị ngon của những thứ măng nhé. Và đây chúng ta xem là có những phấn này vẫn còn vàng, rất là vàng. Bên cạnh đây chính là những củ tam thất. Đây chính là gian hàng nho nhỏ của em Tuyên Hà Giang. Ngoài ra em Tuyên còn có những sản phẩm như thịt trâu khô, thịt bò khô, thịt lạp sườn, thịt lợn đen treo gác bếp, rất nhiều đặc sản vùng cao nguyên đá trên Hà Giang này. Ai có nhu cầu hãy ủng hộ với em Tuyên nha. Em Tuyên xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Các cô chú ạ, thì lúc đấy thì cũng đã đợi được bà về. Bây giờ thì vào luôn nhà để hỏi luôn xem nếu mà được. Xin chào chú ạ. Xin chào. Ồ thế lò. Xin chào em. À cái gì? Mo, bật điện lên mo. Điện trời nắng này thoải mái luôn. Vừa trời nắng thì phải có. Ừ. Thế là vừa rồi bà với Di đi uống công à? Hả? O tù à? Nên uống công à? Phải. O tù. Đấy thế thế. Đấy thế bảo là bà ngồi đi xong rồi đấy rồi. Em nói chuyện với rồi. Bà xem nào. Alo. Đây đi vừa đi làm nương về nên mệt ăn kem. Thế ạ. Thế bây giờ em bảo bà nhá thì bảo là như lúc nãy chúng ta nói chuyện ấy. Bà bảo là có một chú là chú muốn là sao bảo là gì? Cứ lại bảo thằng trông dê đi trà ở đâu. À đi ra trà ở dưới cầu thang. Cầu thang này. Vâng. Đấy nhá, thế thì em bảo bà ấy bảo là có một chú là muốn giúp em Thà đi học tiếp. Vâng. Thì là bà có đồng ý cho em Thà đi học không? Bà. Ừ, mấy chú xin giờ là nửa trâu cọ thì nửa trâu cá cọ chú mấy tham cẩn thận ấp ở trong.
nữa tiề, ở thăm cận đây mà chơi ở rừng thăm cận đây mà chơi chỉ mà nhìn màn đêm thì nên sai. Chưa anh đây thì nhớ chuyện mua sao, vừa chơi chơi sao mà chơi chơi sai rồi, chơi sai rồi nào mà, chơi sai mà chơi gì? Mua sao không nào chơi gì? Mua sao không nào chơi gì? Mua sao Ông mà sao? Ông mà sao? Người ta làm nhà kia hơi sạn tạ đấy. Ừ. Bà các là bảo đồng ý cho thầy đi học thì phải dê thì mới bà tự chăm thôi cho làm khám tự chăm dê thì phải ý như sợ thì mới thì không biết nó cái gì. Không. Bà chăn dê không có nghĩa là thuê người chăn dê kia người ta ai nhận chăn dê người ta mất hay như nào thì người ta phải chịu chứ. Chứ là ngàn tâm trong dê thì phải mướt thì người ta không biết đùa đâu. Không chịu á? Không chịu. Không. Cái này nếu một khi đã nhận thuê, nhận trong dê thì phải chịu. Vì ví dụ mình thuê mất tiền cơ mà. Chứ làm thuê thì phải ý nhất thì phải đi đâu thì em không chứng nhận ấy. Không chứng nhận ví dụ mình ấy, mình tử trăm dê của ví dụ của em ấy. Dê của em thì phải em cho đi xa mới trông cái nuôi ở bờ sông kia đi xa xem kia xa quá thì mình thấy tự đắc thì không nhìn thấy thì mới về thì mai thì mới đi mình tì được thì được không được thì kể mất mất như này thì không có ai chứng nhận được đấy không thuê như thế là chết thuê trông dê cho mà mất tiền thuê rồi mà như thế là chết. Thế thì có ai chứng nhận thôi. Chứ là ý nhất thì phải cho xa một tí thì có ví dụ có ngầm tan trong thú vào ăn thì chết thì cái người thuê thì không chịu được không chứng nhận ấy. Và ví dụ nhảm cái nhảm trà bằng ba bà cháu hay có ấy đam mê luôn thì chết thì không thuê của ngầm tan không chứng nhận chấp nhận thì vâng đấy là bà, cái rủi ro đấy bà khắc bảo bà cho thì bà ít nhất bà sợ thì bà chăn bà tự chăn bà tự chăn bà thế nếu như thế cũng được nếu như thế thì bà cố gắng như bà đi chăn dê bà có nấu cơm được cho dê không mà em sẽ tập chiếu bộ ô tông vào rồi nhà diễn luôn cái là bảo hay cái là bảo bà bảo bà ở lâu đây thì bà cứ lấu được thì túa bà lấu thì chìa mấy bà mới chan đường thế thì nói chung bà vẫn đồng ý cho thà đi học gì mà ông bữa dừng cho thăm cận đây cho gì có đồng ý đấy nha thà nhá Tupo là đồng ý cho thà đi học nhá. Không, còn đây. Có đi học không? Đi không? Đi. Cháu đi học đúng không? Đấy đi học thì biết nói tiếng Kinh chứ. Chứ suốt ngày cứ nói tiếng Mông thì bao giờ mới ấy được. Vâng, đúng ạ. Thế Mo có biết nói tiếng Kinh chưa? Vâng, cho chi gì ta? Biết đọc rồi mà không biết nói tiếng Kinh á? Đọc tốt rồi mà. Biết thế nói me me tiếng Kinh chưa? Biết một tí chưa? Báo me me gì bây giờ? Ừ, chắc là biến đến mấy nên biến một phần thôi hay ba phần ấy. Sao gì bảo sao cái là bảo giống nhau chứa thầm môn bảo này và cô sợ cô giáo chửi gì không bảo có giấu chiêm em bánh kia không chia cho thà thì thế... mình không đi học thì mình không được nhận thôi đúng thế thế hôm hôm đấy thế Mo với Di có được nhận không? Có. Thà không được nhận đúng không? Vâng. Thế vì Thà không đi học. Đúng rồi. Rồi cái phần mình kẹo đấy không quan trọng cả. Vâng, không có chuyện đấy. Không quan trọng cả. Bây giờ anh mình, sẽ đưa lên. Vâng, ví dụ không làm việc ấy, ví dụ không làm việc thì không được ấy. Đúng rồi. Vâng. Cũng giống thế thôi. Vâng. Không sao cả. Thế. Phần này bao giờ đi học thì anh sẽ hỏi cô giáo sau. Vâng thế. Còn không phải lo cô giáo chửi hay không. Vâng. Thế thì bây giờ là đồng ý nhá. Thế là Thà đồng ý đi học nhá. Ôi dừng rồi nhá. Đồng ý. Vẫn sợ cô giáo đúng không? Đúng rồi, cái là đồng ý sợ cô giáo chịu. Thì rồi. Em khám nó cho cô giáo thì cho cô giáo không chịu.
thả bỏ. Ok. Thế thôi. Ok được rồi, thế đồng ý rồi. Thế là Tục Bò đồng ý đúng không? Tục Bò cố gắng chăn dê nhá. Thế thì anh sẽ cố gắng xin chú Phúc Trần đây này. Là bây giờ bà đồng ý chăn dê. Thì bà tự chăn dê cho mình cho tốt đúng không? Đúng ạ. Thì bây giờ chú đấy mà hỗ trợ một tháng là 1 triệu đồng chăn dê này thì sẽ lấy 1 triệu đồng này mua gạo, mua ngô, mua thức ăn cho mình. À, đúng rồi. Đúng không? Chứ là đủ ao à. Đấy, thế thì có nghĩa là như thế thì bà sẽ đỡ vất vả hơn. Thì không phải thuê ai nữa mà tự dê nhà mình tự trông. Xong rồi thì bà sẽ cố gắng xin chú Phúc Trần là cứ lấy 1 triệu một tháng này ủng hộ bà thì tốt. Vâng. Đấy, đấy, đấy. Vâng. Để cho bà mua dầu ăn mắm muối, wow. Mua mì tôm gạo kia. Ở chỉ chi xa mà nha, ý lúc thì giờ tiền thì hái từ tiên là chính dần ra thì ra tàu mà như là mũi trầu mà lâu mà vừa lâu vừa chu thế uống thì tôi đến đâu thôi. Sao bảo sao? Bà rất là bảo về thì có ý thôi cho nên con cho đi học thì chắc làm tó thì có nó mày mến tha tiếng nghỉ hè thì phải đi phải giúp bà ok bà. Đấy, thế bà cũng biết đấy, bà biết là đi học là tốt đấy chứ, chẳng qua là hôm vừa rồi là nhà bận quá bắt phải về. Vâng, đúng không? Đúng ạ. Cũng muốn thà về để giúp như kiểu đang đi trả công gì thì lại gì với bà đi trả công từ sáng giờ, đúng không? Đúng ạ. Ok. Vâng. Thế thôi, cảm ơn bà nhá. Bà rất là muốn tốt cho cháu đấy. Vâng. Chứ không phải không đâu. Vâng. Nhưng mà công việc bận thì đôi khi bây giờ nhá, em bảo thà nhá, bao giờ nhà việc bận ấy thì bảo gọi điện cho em. Vâng. Báo với em ấy. Vâng. Xong rồi em báo với anh, muốn xin cô giáo anh xin cho, sẽ được về. Vâng. Ý là thật từ nơi cho một cần thôi. Mua để lúa, dù mua mô thế họ chơi mà hủ tịnh. Hủ tịnh đâu. Hủ mô thế hủ lào, họ lào thế hủ thô tạo của gió mà như thế lò. Thế là chuyện chia. Có phải bây giờ vẫn là cô Hương đang dạy phải không? Phải. Phải không? Vẫn là cô Hương hôm trước cái gì? Tù của gió, tù gió, tù gió là gì hả? Chị ạ. Không phải. Cô Minh. Cô Minh á? Cô Minh ấy. Cô Minh à? Rồi ok, cô sẽ ra hỏi lại cô Minh, thế không phải cô Hương đâu chị? Cô Hương thì tháng nay thì nghỉ rồi. Rồi cô Minh, anh sẽ ra nói cô Minh. Vâng. Sẽ không chửi. Vâng. Là sẽ xin phép. Nếu mà thà mà có việc gì nhá, nhà ví dụ Tục Bò mà muốn về làm một ít nương nữa, mà muốn bà thà về ấy, thì thà muốn về thì bảo anh sẽ xin cô giáo cho nghỉ. Vâng. Thì xin cô giáo đàng hoàng, cô giáo không quát. Vâng. Nhá. Vâng. Cái chưa? Tao chị ta. Tao nha. Okay. Thế được đi học à, có vui không? Dạ, yeah, thì em cần tao buổi sáng xe. Buổi. Mẹ mẹ là có vui rồi, hay vui ý. Vui ý. Kết là chút đi học sẽ là tốt mà. Tốt cho mình chứ tốt cho ai đâu. Tốt cho mình sẽ là vui nhiều. Thôi đi học đi, còn ở nhà thì lúc nào bà cần thì bà bảo. Vâng. Yeah, thật từ thì nhà ô chị táo đấy mà hay đi học về nên mà lo đi học về còn biết chữ biết tiếng Kinh, sau này ua công mà có tiền mà xây nhà. Nếu chứ... mà cả ta còn hàng tre mà thì thêm dùng mà thiết mua tàu giò mà thiết tới không thiết là ua tre đi này. Thế thà với thà mo này với gì này có thích nhà mới không? Nên vừa nhớ lúc chơi dùng có nhẹ. Thế thì không có nhẹ, thế phải đi học, đi làm việc. Sau này có tiền mà xây nhà chứ. Nên nhìn lúc chơi rồng, nên nhìn một cảnh ta chơi khám mùa tàu giờ mà thiệu cái lúc chơi rồng. Đúng không? Không biết tiếng thì làm sao mà đi ưu công được. Phải đi học, biết tiếng Kinh đi, đi làm việc để có tiền mà xây nhà chứ, đúng không? Đúng rồi. Đấy, cố lên nhá. Thôi bây giờ là thôi thì cũng cảm ơn bà. Cảm ơn nho so sinh Tục Bò nhá, đã cho thà đi mùng cần tơ nhá, Tục Bò nhá. Thì bây giờ thà thì xem ở nhà thế còn trả nốt mấy công nữa mà ý là ní thay cho chế cho trả thủ công á bò ní nên cho trả thủ công à chỉ muốn nó xác được mà mãi thôi chứ là hai mà bỏ mà bỏ bao rồi cho nó trọc tụ không chứ nó khánh nở đời 6 công. Hôm nay trả nó 1 công như là 6 công à? Vâng. Ok. Thế thì cố gắng đi, A Thà sẽ ở lại có thể là nghỉ nốt ngày nay.
ngày mai. Có thể xong rồi làm trả nốt công đi, hộ giúp bà đi. Xong rồi ngày mai kia anh sẽ vào đón, đưa đi ra ngoài trường học và xin phép cô giáo luôn. Nên nhớ tha nhớ cần là kỳ nè bao công. Rồi giờ bây giờ bao cho công của Tết nè. Bao mà hay giờ tha nhớ nhớ bao công của Tết giờ. Ở bên nông thôn mà nếu tôi mà thâu mùa ở bên nông mà nếu đó tôi thâu tham ra mà mùa cận ta. Mà giờ can thủ tết cái bao cái tết cái bao. Bao cho nó bao chuyện ô, cho bao cả, cho tao cho Tết mà bao rồi cả cái mùa. Sao? Mà cái này bảo mai kia thì trả công xong thì anh làm sửa đi đón. Ok. Đi học được mà. Ừ ừ ừ. Mà nếu nên nên bao tủ tả. Chỉ giờ học thế nè. Sao? Cái này đàm thầm xuống bảo à, hôm nay cái là đi chạm đền lụa công, có lụa công em mới xong. Ok ok thế không? Cứ trả cho hết. Vâng. Cố gắng một hai ngày nữa vì hộ giúp bà già rồi. Bà bà. Xong rồi đi trả xong rồi thì anh sẽ đón đi học. Bà bà. Nhá. Bà. Học bù. Sau này học lại. Chỉ giờ tôi cứ ở bên nông thôi nữa. Hay ở bên nông thôi. Sao? Thế là bà bảo tuần sau thì anh đó được không? Được, anh nghe nào ở đây được. Vâng, vâng, cái này nghe thì tuần sau thì thứ hai thì anh mới đi đỡ được. Ok. Và mai thì khám nghỉ, xin nghỉ một tuổi thì okay. Mới chắc là chẳng công xong thì mình bà mình đã ở trong ngày ở nhà thì mình trong nhà này trong quận thầm riêng này, đi chăm dê thì mình được. Ok ok. Nhá, thế đồng ý như vậy nhá. Vâng vâng. Ừ. Tôi cho ở lại thà giúp tụ bò đi trả nốt việc đi. Vâng vâng. Vâng. Ừ. Thôi bây giờ thôi. Có hay là tốt rồi. Ok nhá. Chúc mừng là đều đi học nhá. Thế bây giờ anh về anh sẽ báo cáo lại chú Phúc Trần để chú nắm được nhá. Để xem là chú thế nào. Vâng. Hỗ trợ cho đấy thì thay vào cái tiền 1 triệu đi thuê người chăn dê thì hỗ trợ cho gia đình bà. Vâng vâng. Bà tự chăn dê bà có tiền 1 triệu để bà đi mua gạo mua muối mì chính bà. Chứ là mua thứ A chứ là tón. Đúng rồi. Vâng. Vâng. Nhá, để cho các cháu đi học đi. Vâng. Thôi cho xin tục bò nhá. Vâng vâng. Thôi xin chào tục bò nhá. Thôi xin chào mọi người ạ. Thôi bây giờ xin chào tất cả các năm cháu đây. Em Tuyên với em Thầy cũng xin phép thôi. Cảm ơn thầy nhá. Vâng vâng. Xin chào nhá. Nào, xin chào nào. Xích. Xích xích. Rồi rồi đấy, biết nói tiếng phổ thông ấy đấy. Đúng rồi. Đấy biết nói đấy. Như nào nhỉ? Chú đi về. Chú đi về nhà. Xin chào chú đi về nhà. Rồi, xin chào.